Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh gia tăng hoạt động của tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng trong nước đã móc nối với các đối tượng người Lào tạo dựng mạng lưới, hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với lực lượng chức năng của Lào trao đổi thông tin, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam. Qua trao đổi, hai bên đã phát hiện một số đối tượng người Hà Tĩnh có hoạt động móc nối với đối tượng người Lào để vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 20 tháng 2, tại đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng lấy ra hai bao tải từ bụi cây bên vệ đường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhận định hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, ngay lập tức các tổ công tác đã ập vào khống chế bắt giữ. Các đối tượng khai tên là Nguyễn Xuân Trình, 47 tuổi và Phạm Văn Long, 51 tuổi, đều trú tại thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hai bao tải bên trong chứa 31 túi ni lông màu xanh và vàng, có tổng khối lượng khoảng 31 kg. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số tang vật đều là ma túy do các đối tượng người Lào vận chuyển từ bên kia biên giới sang và cất giấu tại đó, gồm 10 kg ketamine và 21 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Số ma túy được Trình và Long vận chuyển đi để gửi xe khách vào tỉnh Bình Dương tiêu thụ.